Khi học từ mới thì các bạn đang học theo phương pháp nào? Thứ nhất là chúng ta có thể nhóm những cái từ có cùng chủ điểm vào với nhau để học cho dễ nhớ. Thứ hai là chúng ta có thể nhóm những cái từ mà có ý nghĩa trái ngược nhau hoặc là theo dạng từ đồng âm khác nghĩa, giống như trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách học nữa, đấy là nhóm những từ có tiền tố giống nhau. Tiền tố tức là những từ được thêm vào ngay đầu của một từ nào đó để tạo thành một nghĩa khác. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng gặp với bốn tiền tố. Mà bốn tiền tố này khi thêm vào thì đều chuyển cái từ gốc của chúng ta sang nghĩa phủ định. Ví dụ như là phư ca kết dự, phư mang. Đầu tiên với tiền tố có âm Hán Việt là bất, thì khi thêm vào trước một từ nào đó thì lại có nghĩa phủ định cái tiền tố đằng trước đó. Ví dụ nếu mà là một danh từ thì có nghĩa là cái danh từ đấy cộng với đê này. Còn nếu trường hợp là một động từ thì chúng nó sẽ phủ định ngược lại cái động từ đó bằng chi này. Chẳng hạn như mình có một ví dụ như thế này. Mình có từ kano nghĩa là có khả năng. Vậy phương kano thì sẽ bằng với kano đê này nghĩa là không có khả năng. Hoặc phương, bản thân từ an này là từ an trong an tâm, thì chúng ta có phương nghĩa là bất an, vậy nó sẽ tương đương với an xin xin này. Hay là phư mang nghĩa là bất mãn, nó sẽ đối ngược với từ man chok nghĩa là thỏa mãn. Hay những trường hợp như là phư bên bất tiện thì nó bằng với bên đi điều bà này, không tiện lợi đúng không nào. Hoặc là phư si zen, si zen có nghĩa là tự nhiên, vậy phư si zen thì sẽ bằng nghĩa với si zen như bà này. Hoặc là di yu có nghĩa là tự do, vậy thì di yu đề bà này nghĩa là không tự do, thì chúng ta sẽ có là phư di yu, cuộc sống không tự do, phư di yu na se ka tsu. Vậy là khi thêm cái tiền tố bất này thì chúng ta được ý nghĩa là phủ định của cái danh từ gốc của nó bằng với đê bà này. Hoặc nếu trường hợp là động từ thì phủ định của động từ đó bằng với shinai, đúng không nào? Thứ hai là tiền tố vô. Từ vô này khi đứng một mình thì nó bằng nai, nghĩa là không có một cái gì đấy, đúng không nào? Do vậy, khi là một tiền tố một từ nào đó thì nó mang cái nghĩa là cái từ gốc đó ga nai, không có một gì cả. Chẳng hạn chúng ta có từ kang chi nghĩa là quan tâm. Vậy mư kang chi nghĩa là không quan tâm, hay nói cách khác là không có sự quan tâm. Kang xin gà này. Sekinin có nghĩa là trách nhiệm. Vậy vô trách nhiệm, không có trách nhiệm. Sekinin gà này thì chúng ta có cụm từ đó là mu sekinin. Hay là mu re. Từ re nằm trong lễ, có nghĩa là lễ nghĩa. Vậy mu re thì có nghĩa là không có lễ nghĩa, đúng không nào? Vô lễ. Còn từ mu chi, chi này trong chữ tri thức và kiến thức, đúng không nào, thì sẽ bằng với ý nghĩa là chiski cả này. Hay iski có nghĩa là có ý thức. Vậy không có ý thức, vô thức, thì chúng ta sẽ sử dụng là iski cả này, đúng không nào. Bây giờ chúng ta có một cái cụm từ đó là mu iski. Ví dụ như là tôi trả lời một cách vô thức, mu iski ni kotaeru. Tiếp tục chúng ta có chữ phi. Phi này trong nghĩa là phi lý, đúng không nào? Và khi có tiền tố phi đứng trước thì cái từ đó sẽ mang nghĩa là không có cái n đó. Các bạn thấy là nó vẫn giống với cái phần chữ vô đằng trước. Tuy nhiên thì những cái trường hợp này nó sẽ đi cố định với những cái danh từ nào đó. Do vậy thì chúng ta cũng chỉ còn cách là chúng ta nhớ danh từ thôi và chúng ta hiểu cái ý nghĩa của nó. Chẳng hạn chúng ta có từ midiki. Midiki ở đây chính là chữ lực, trong sức lực. Vậy midiki thì sẽ bằng với diki cả này, không có lực hay là bất lực, đúng không nào? Hoặc đơn giản chúng ta có từ hiso nghĩa là bất thường, đúng không? Thì cái nghĩa của nó sẽ bằng với tsu để bà này. Hoặc joshiki. Joshiki là những cái phép tắc giao tiếp thông thường. Vậy thì hisoshiki thì lại mang nghĩa là gì? Không phải là những cái phép tắc giao tiếp thông thường nữa, hoặc là không có những cái lễ nghi thông thường. Tiếp tục chúng ta có từ kokai nghĩa là công khai. Vậy trái ngược với công khai thì sẽ là không công khai. Không công khai ở đây chúng ta có thể ghép với từ phi này và nói là hikokai. Ví dụ như là tài liệu không công khai, hikokai no shiryou. Hoặc có tính hiện thực thì chúng ta có cái cụm tính từ đó là
kiên chi tự tề kỳ. Vậy bây giờ trái ngược lại, không có tính hiện thực thì chúng ta sử dụng là hi kiên chi tự tề kỳ. Chẳng hạn như một cái câu chuyện mà không tưởng, hi kiên chi tự tề kỳ na hanashi. Vậy thì cái cách dùng thứ hai, ý nghĩa thứ hai của từ phi này là nó tạo thành một cái từ có ý nghĩa đối lập hoàn toàn với danh từ đầu tiên của nó. Ta có danh từ khoa học đó là kagaku. Vậy một cái gì đó mang tính khoa học thì chúng ta sử dụng là kagaku teki. Vậy không có tính khoa học, không mang tính khoa học thì chúng ta sẽ nói là hi kagaku teki. Chúng ta có cái cụm từ là ningen, nghĩa là con người, đúng không? Vậy mang tính, mang cái yếu tố là tâm lý của một con người, ningen se, có tính con người. Vậy mất nhân tính thì chúng ta nói là hi ningen se. Và cuối cùng là chữ vị. Chữ vị này xuất phát từ chữ mada, nghĩa là vẫn chưa làm một cái gì đó xong. Do vậy khi ghép với một yếu tố khác thì nó có mang nghĩa là cái việc đó vẫn chưa xong. Chẳng hạn như là mikan se. Căng xe có nghĩa là xong, hoàn thành. Vậy mi căng xe thì có mang nghĩa là vẫn chưa xong, chưa hoàn thành. Hoặc là hạp biểu có nghĩa là công bố hoặc là phát biểu. Vẫn chưa công bố, chưa phát biểu. Mi hạp biểu. Kakunin có nghĩa là xác nhận. Vậy chưa xác nhận thì sẽ là mi kakunin. Chẳng hạn như là thông tin chưa xác nhận. Mi kakunin no jōhō. Còn lại thì nó mang nghĩa là chưa đầy, chưa đến một mức nào đó. Mi mang. Chưa đến, chẳng hạn như là chưa đến 19 tuổi, jūkyū mimang. Hoặc là seinen có nghĩa là thành niên, lứa tuổi mà người ta được công nhận là người lớn. Vậy chưa thành niên hoặc là vị thành niên thì chúng ta có là mi seinen. Như vậy là chúng ta đã có 4 tiền tố đứng trước một danh từ hoặc là một tính từ âm Hán Việt để tạo thành một cái từ khác có nghĩa là phủ định lại với nó. Cả 4 từ này đều có nghĩa phủ định, tuy nhiên sắc thái của nó sẽ hơi khác nhau một chút. Ví dụ với trường hợp bất thì nó nghĩa là phủ định cái danh từ đó cộng với đế bản này hoặc với động từ là shinai. Còn với trường hợp vô thì nó gần như là mang nghĩa là không có cái đó, chẳng hạn như là không có sự quan tâm. Còn với trường hợp phi thì có thể là không có hoặc là nó sẽ ngược hẳn cái ý của từ gốc ban đầu. Còn với trường hợp vị thì nó mang nghĩa là chưa hoàn thành mara về này hoặc là chưa đến cái mức đó. Ví dụ như là từ mi mang. Tiếp theo chúng ta có một số tiền tố nữa, đó là tiền tố sai. Chữ này của âm Hán Việt là tái, và khi đứng một mình nó đọc là futatabi, làm cái gì đó lặp lại, đúng không nào? Khi đứng trước để làm tiền tố nó mang nghĩa là lặp lại cái hành động đó. Ví dụ như là saeriyo có nghĩa là tái sử dụng hay là sử dụng lại. Hosho có nghĩa là phát trên những cái chương trình truyền hình hoặc radio. Vậy phát lại thì chúng ta sẽ nói là sai hosho. Vậy thì gặp lại sai kai, tái hội, đúng không nào? Kết hôn chính là kết cung, và tái hôn nghĩa là kết hôn thêm một lần nữa thì chúng ta sẽ nói là sai cung. Tiếp tục chúng ta có tiền tố có âm Hán Việt đó là tối. Tối này trong nghĩa tối cao, tột cùng, nhất của một cái gì đó. Vì vậy khi đứng trước một cái từ nào đó thì nó lại mang nghĩa là cái đấy là nhất. Ví dụ như là thấp nhất, mức thấp nhất, chúng ta nói là sai tê. Chẳng hạn điều kiện tối thiểu, sai tê jo ken. Tối tân là những cái mà mới nhất, đúng không nào? Sai shin, chẳng hạn như là thiết bị tối tân, sai shin no setsubi. Lớn, to nhất, đúng không? Chúng ta sử dụng với oki. Vậy là cái đặc trưng lớn nhất chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là sai dai no tokucho. Hay là một cái gì mà xấu nhưng mà xấu tận cùng chẳng hạn, cực kỳ xấu, thì chúng ta nói là sai aku. Bản thân cái từ aku này khi đứng một mình được đọc là warui, đúng không nào? Và trong trường hợp này khi ghép một dự án khác thì nó được đọc là aku. Chẳng hạn như là kết quả xấu nhất, sai aku no kikka. Tiếp theo chúng ta có chữ tân. Tân này trong atarashi nghĩa là mới, một cái gì đấy vừa mới xảy ra. Ví dụ như là shinpin thì có nghĩa là hàng vừa mới mua và chưa qua sử dụng. Thế còn vừa mới kết hôn, kết hôn là kekkon. Vậy vừa mới kết hôn thì chúng ta có cụm từ là shinkon. Chúng ta có chuyến du lịch khi mà mọi người vừa mới kết hôn xong, hay còn được gọi là tuần trăng mật đấy, thì chúng ta nói là shinkon ryoko. Cụm từ xây dựng, kiến trúc của chúng ta đó là kenjiku, đúng không nào? Chẳng hạn là cái chung cư vừa mới xây thì chúng ta sẽ nói là shinjiku no mansion. Khi chúng ta bắt đầu vào làm một công ty nào đó thì chúng ta sử dụng cái cụm từ là nyūsha, đúng không nào? Vậy thì nhân viên mới vào công ty chúng ta sẽ nói là shin nyūsha in, đúng không?
Cuối cùng thì chúng ta có từ cao. Cao này trong cái đánh giá về chiều cao hoặc là độ cao nào đó. Và khi ghép với một từ khác thì nó mang nghĩa một cái gì đó cao. Chẳng hạn như là thu nhập cao chẳng hạn, bình thường chúng ta nói là shunyu gatakai, nhưng bây giờ chúng ta có thể ghép lại thành một cụm danh từ ko shunyu. Chẳng hạn như là công việc có thu nhập cao, ko shunyu no shigoto. Hay là hàm lượng calo cao thì sẽ gọi là ko kalori. Hay là chất lượng cao, chất lượng đây là hinshitsu. Hinshitsu gatakai. Thay vì nói như vậy thì bây giờ chúng ta có một danh từ là ko hinshitsu. Chẳng hạn như là máy ảnh chất lượng cao, ko hinshitsu no camera. Hay là khách sạn cao cấp. Ở khi nào đến cấp độ của một gì đấy thì chúng ta hay dùng từ cấp đó là kyu, đúng không nào? Chẳng hạn như chúng ta thi các cấp độ năng lực tiếng Nhật cũng dùng với kyu. Vậy khách sạn cao cấp thì sẽ là kokyu hotel. Hay có một cái cụm từ mà gần đây các bạn sẽ rất là hay thấy trên các báo đài nói về cái nguồn nhân lực ở Việt Nam, đó là nguồn kỹ sư chất lượng cao, hoặc là cái kỹ thuật cao chẳng hạn. Thì lúc đấy cũng không nói là takai gijutsu, mà lúc đấy người ta sẽ nói là kodona gijutsu. Như vậy là trong bài học này mình đã giới thiệu đến các bạn một số tiền tố thường đi trước một cái cụm danh từ hoặc động từ được viết bằng âm Hán, và nó sẽ biến đổi cụm danh từ hoặc là động từ đó theo cái phần nghĩa của tiền tố. Ngoài ra còn rất rất nhiều những cái tiền tố khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.